tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Top 5 nàng hậu thế hệ 10X, người cực đa tài, người được kỳ vọng tạo kỳ tích trên đấu trường quốc tế. Hoa hậu Tiểu Phi, Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà và dàn Á hậu Kiều Lan, Tường Sang, Ngọc Thảo là những người đẹp thế hệ 2K. Từ sau khi đăng quang, họ đã trở thành tâm điểm chú ý trong nhiều sự kiện và show thời trang. Dàn hậu thuộc nhóm đầu 10X đều sở hữu nét đẹp mới mẻ, cá tính. Nhan sắc của cả năm cô nàng đều được đánh giá là hiện đại và phù hợp với tiêu chí của từng cuộc thi nhan sắc quốc tế. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào năm 18 tuổi với nhan sắc rạng ngời. Tuy thiếu sót về khả năng ứng xử, nhưng sau chặng đường 2 năm đương nhiệm, Tiểu Vi đã trưởng thành và bản lĩnh. Chứng kiến bản thân xứng đáng với ngôi vị được trao khi không chỉ lột xác về hình ảnh mà còn có nhiều hoạt động tích cực, ý nghĩa vì cộng đồng. Với nhan sắc được nhiều người ngưỡng mộ, khán giả ưu ái gọi Tiểu Vi với danh xưng hoa hậu đẹp nhất của các hoa hậu. Sau cuộc thi đến thời điểm hiện tại, sự nghiệp nghệ thuật của cô cũng ngày một được rộng mở. Người đẹp trở thành người mẫu catwalk tại nhiều sàn diễn thời trang với vị trí first face vedette và đại sứ thương hiệu cho nhiều nhãn hàng. Không kém cạnh Tiểu Vi, Lương Thùy Linh cũng là nàng hậu có màn thay đổi ấn tượng. Ngày đầu đặt chân đến đăng ký dự thi, nàng hậu vẫn là cô sinh viên, lộ vẻ gà mờ với sàn đấu nhan sắc khi diện chiếc đầm hoa thường ngày mặc đi làm đến sơ tuyển cuộc thi hoa hậu. Tuy nhiên, trải qua hơn một năm nhiệm kỳ, Lương Thùy Linh đã chứng tỏ được thực lực bản thân khi liên tiếp xuất hiện với nhiều vai trò khác nhau. Có thể thấy, hình tượng mà Lương Thùy Linh đang xây dựng là một cô gái xinh đẹp, tri thức và đầy lòng nhân ái. Lên ngôi Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, nếu xét về hoạt động nghệ thuật, Kiều Lan bỏ xa hai người bạn của mình trong top 3 là Lương Thùy Linh và Tường Sang khi liên tiếp xuất hiện với nhiều vai trò khác nhau. Dù ở bất kỳ vai trò nào, Kiều Lan cũng thể hiện rất tốt. Bằng sự ham học hỏi, tham vọng cầu tiến, cô nàng đã dần chứng minh và chinh phục được khán giả. Thế nên, nhìn lại hơn một năm nhiệm kỳ đã qua, không lấy làm lạ khi gọi Kiều Lan là nàng hậu đa sắc màu. Còn nhớ vào thời điểm mới đăng quang, Kiều Lan là người đẹp bị chê bai về nhan sắc nhiều nhất. Đến thời điểm hiện tại, số lượng đó vẫn còn, nhưng không còn nhiều. Nhưng điều quan trọng, các fan có thể thấy tâm thế của Kiều Lan ngay lúc này khi đối mặt với ý kiến trái chiều của dư luận là bản lĩnh và sự tự tin. Là hai tân binh vừa đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 2020 cách đây không lâu, Đỗ Thị Hà và Ngọc Thảo vẫn đang là ẩn số khi chưa đại diện Việt Nam chinh chiến ở đấu trường quốc tế. Hiện tại, cả hai người đẹp đều đang trong quá trình luyện tập để chuẩn bị cho nhiệm vụ xuất ngoại trong thời gian tới. Thời gian qua, Đỗ Thị Hà cũng đã dần làm quen với trọng trách hoa hậu mà mình đang nắm giữ. Cô nàng ngày càng thăng hạng về nhan sắc. Bên cạnh cơ hội trở thành gương mặt được các nhà thiết kế nổi tiếng ưu tiên vị trí first face, vedette, cô cũng trở thành tâm điểm chú ý tại nhiều sự kiện. Lên ngôi Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam, sau khi xuất hiện với Đỗ Hà và Phương Anh, mở màn trình diễn nhiều show thời trang sự kiện giải trí, hiện tại Ngọc Thảo đang chuẩn bị bước vào hành trình tập luyện chuẩn bị cho cuộc thi quốc tế. Sở hữu thân hình nóng bỏng, gương mặt góc cạnh, thần thái, Ngọc Thảo đang được đông đảo fan sắc đẹp kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam phá bỏ lời nguyền chuỗi thành tích chỉ dừng chân ở top 10 mà giành được chiến thắng cao hơn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.